Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ thứ hai ngày 30 tháng 4 năm 2018. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ thượng cờ thống nhất non sông. Lễ hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Mỹ Thủy ngày ấy bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 30 tháng 4, ngày chiến thắng của dân tộc Việt Nam. Đúng ngày này, 43 năm trước, chiến thắng 30 tháng 4 giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh yêu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất, nhưng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Hôm nay, trong ngày lịch sử trọng đại này của dân tộc và ngày mai, mùng 1 tháng 5, kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh tư liệu, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử quý giá của dân tộc Việt Nam và của tỉnh Quảng Trị trong những ngày đáng nhớ ấy. Vào ngày này của 43 năm trước, sức tấn công như vũ bão của quân giải phóng tiến vào Sài Gòn từ 5 hướng. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, Trung úy Quân đội Nhân dân Việt Nam Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa xuống và kéo lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc lập, đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến yêu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất nhưng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần bất khuất, là bản anh hùng ca tuyệt vời về đức hy sinh cao cả, ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân ta, là kết quả của sự hợp đồng quân binh chủng tấn công táo bạo, bất ngờ, mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Với mỗi người Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một trong những mốc son trói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trước đó, trong chiến dịch tiến công và nổi dậy năm 1972, với những đòn tiến công mạnh mẽ của quân và dân ta, ngày 1 tháng 5 năm 1972, tỉnh Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng. Lần đầu tiên, một tỉnh của miền Nam được giải phóng. Thắng lợi này là một đòn quyết định làm phá sản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris, mở đường cho đại thắng 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng ngày 1 tháng 5 giải phóng tỉnh Quảng Trị là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần bất khuất, là bản anh hùng ca tuyệt vời về đức hy sinh cao cả, ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân ta. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu di tích đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 46 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, mùng 1 tháng 5 năm 1972, mùng 1 tháng 5 năm 2018. Tham dự lễ, về phía Trung ương có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trong không khí trang nghiêm và nền nhạc quốc ca hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột cờ Hiền Lương lịch sử, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào của dân tộc, là niềm tin, ý chí, là sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam, là màu son rực rỡ của lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng nghìn người dân về dự lễ đã cùng chứng kiến giây phút thiêng liêng và xúc động này. Sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của dân tộc ta đã kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong sự nghiệp trường chinh vĩ đại ấy, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương nằm trên vĩ tuyến 17 là một dấu ấn điển hình cho lịch sử oai hùng, trói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Suốt 21 năm đất nước bị chia cắt, lá cờ trên cột cờ Hiền Lương vẫn luôn tung bay trong bom đạn hủy diệt của kẻ thù, như niềm kiêu hãnh của một dân tộc thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ. Với niềm tin, khát vọng cháy bỏng cùng quyết tâm sắt đá ấy, quân và dân Quảng Trị đã cùng với cả nước đồng lòng sát cánh, vượt qua bao mưa bom, bão đạn, muôn vàn thử thách khốc liệt, đã chiến đấu anh dũng, viết nên khúc Khải Hoàn đại thắng mùa xuân năm 1975, vĩnh viễn xóa đi sự chia cắt đau thương, cho non sông nối liền một dải, hoàn thành di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Bước vào thời kỳ hòa bình, được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế, bằng chính nội lực của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị vừa ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa tập trung xây dựng quê hương và đạt nhiều thành tựu quan trọng rất đáng tự hào về kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân ngày càng đi lên. Lễ thượng cờ vào dịp 30 tháng 4 hàng năm không chỉ để tôn vinh những chiến công của quân và dân trên mọi miền Tổ quốc đã làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, đưa Giang Sơn thu về một mối, mà còn là dịp để mỗi người cùng nhau ôn lại ký ức của một thời hào hùng bi tráng, tôn vinh những chiến công bất tử cũng như tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đi sau cần phải nỗ lực xây dựng đất nước xứng đáng với cha ông. Cũng trong dịp này, hôm qua tại nhà hành lễ bến Thả Hoa, bờ nam sông Thạch Hãn đã diễn ra lễ dâng hương, thả hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đất nước đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị, bảo vệ thành cổ năm 1972. Dự lễ có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh. Dòng sông Thạch Hãn, dòng sông huyền thoại gắn liền với chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Nơi đây, hàng vạn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị mùa hè năm 1972. Lễ tưởng niệm và đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ diễn ra trong không khí trang trọng, thanh kính, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên quê hương Quảng Trị vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. 20.000 ngọn hoa đăng được thả xuống dòng sông Thạch Hãn cùng với những đóa hoa tươi thắm là tình cảm và sự tri ân sâu sắc của những người đang sống hôm nay dành cho những người đã ngã xuống. Đó cũng là cách mà những người dân Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung làm vơi đi nỗi đau mất mát của những người thân, đồng chí, đồng đội của mình và nguyện cầu cho hương hồn các liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ nhân dân Quảng Trị nguyện phát huy truyền thống cách mạng, anh dũng kiên cường, đồng lòng đồng sức vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên kỳ đài Hiền Lương trong ngày hội thống nhất non sông cùng hàng triệu ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ thắp sáng dòng sông Thạch Hãn linh thiêng trong ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và giải phóng Quảng Trị đã để lại trong lòng người Quảng Trị và bạn bè, du khách gần xa nhiều cảm xúc. Phóng sự tiếp theo của chương trình là câu chuyện chiến tranh được nhắc lại trên một vùng đất đang được đánh thức từng ngày. Đúng 70 năm trước, năm 1948, nơi đây từng xảy ra một cuộc thảm sát hơn 500 người dân lành vô tội. 70 năm đã trôi qua, thân xác của những người dân Mỹ Thủy bị thảm sát đã tan vào cát bụi, nhưng quanh nhà bia của đền tưởng niệm vẫn rõ ràng dòng tên tuổi của 526 người được khắc lên từng mảnh đá nhỏ. Những mảnh đá ấy ghép lại thành một vòng cung vây quanh đền. Dưới mỗi tấm đá khắc tên là một bạt nhang tượng vòng, một minh chứng của sự tàn ác và khốc liệt của chiến tranh. Và không chỉ ở Mỹ Thủy, ở dọc vùng duyên hải Đông Nam Quảng Trị cũng có một vài ngôi làng mà hàng năm cả làng lại có chung một ngày giỗ. Ông Trần Văn Ca, năm nay 91 tuổi, ở làng Trung An, xã Hải Khê, cũng là người đã chứng kiến hơn 300 dân làng và chính cả em ruột của mình bị thảm sát vào thời điểm năm 1947. Thì bởi sao cái trận mà ngoài thì ông về người mình xử ra tiền bắn sao cái dân đánh ấy, hàng ngày tiền tây về bắn, hàng về càng thì khi đó là nên ông chạy hết, thanh niên đuổi chạy hết để đánh bà con trai ở lại thôi. Và chạy vào về ông bắt đánh bà con trai bạn cả loạt, bọc trùng mạnh quấy cả loạt luôn, giảm cũng có 2 người 3 người hết. Làng chài Thâm Khê, Mỹ Thủy. Mỗi lần qua đây, những dòng văn thao thức trong bút ký cả trinh nguyên của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh lại hiện lên, tươi rói cảm xúc và chất chứa đau thương, uất hận. Vùng đất này là nơi chôn rau cắt rốn của nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Tâm. Cuộc đời của người con gái can trường làng biển gắn liền với cuộc chiến khốc liệt trên vùng cá Thải Lăng những năm kháng chiến chống Mỹ để giành độc lập, tự do cho đất nước. Tên chị giờ đây được đặt cho một ngôi trường trung học phổ thông. Dưới ngôi trường này, những đứa con của miền quê Cát Trắng đang nỗ lực học hành và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Còn người dân ở vùng đất Hải An, Hải Khê đang trông chờ vào một diện mạo mới cho quê hương đang đến rất gần. Từ khi có chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Hải Khê được nằm trong dự án mạch kinh tế Đông Nam, toàn dân ở đây cũng mong chờ dự án sớm thực thi để cho người dân được nhìn thấy cái dự án để thay đổi cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là trung tâm của vùng quy hoạch xây dựng những công trình phục vụ cho khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị. Trong năm mai, khi dự án đưa vào thực tế, sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của nơi đây như chính những kỳ vọng của người dân. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng chiến công bất tử cùng những mất mát đau thương đã bình yên trên những tường đài. Lịch sử nhắc nhớ, còn thế hệ hôm nay viết tiếp một trang mới mang tên Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Một tương lai đang đến rất gần, những nhà máy hiện đại mọc lên, những đôi tàu hàng chục vạn tấn cập bến, những đoàn xe như con thoi ngày đêm trên đại lộ xuyên Á. Mỹ thủy được kết nối từ hy sinh, mất mát đau thương đến phồn vinh, mạnh giàu. Thưa quý vị và các bạn, nếu khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị như là một minh chứng cho những bước đột phá hướng đến tương lai, thì 46 năm qua, trên con đường tái thiết và xây dựng quê hương Quảng Trị, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã vượt qua không ít khó khăn, thử thách và cũng đã gặt hái được nhiều thành quả rất quan trọng. Thời kỳ chiến tranh, Quảng Trị là một trong những khu vực bị ném bom nhiều nhất trong lịch sử nhân loại, với hơn 95% làng mạc bị tàn phá, hủy diệt. Thế nhưng, sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, vùng đất này đã có sự hồi sinh kỳ diệu. Hơn 40 năm sau, chính người dân Quảng Trị cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương mình. Vô cùng xúc động, vô cùng mừng cái sự thay đổi nhanh chóng của quê nhà, của quê hương Quảng Trị. Tôi là thấy là quá khứ trước đây còn nhiều khó khăn, nhưng mà bây giờ là dần dần là còn nhiều cái đổi mới qua thì nghị quyết của Đảng bộ các cấp đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, và nói chung là nhân dân là đồng tình ủng hộ và làm tốt các mặt là công tác, thì tôi cũng thấy rằng rất là phấn khởi và tự hào. Nỗ lực của cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự hỗ trợ của bạn bè gần xa đã tạo nên những thành tựu hết sức ấn tượng. Quảng Trị là một trong những địa phương trên cả nước đảm bảo an ninh lương thực. Toàn tỉnh có nhiều vùng chuyên canh cây công nghiệp với những sản phẩm nổi tiếng như cao su, hồ tiêu, cà phê. Tuyến đường 9 trở thành tuyến đường xuyên Á trên hành lang kinh tế Đông Tây, nối Việt Nam với nhiều nước Đông Nam Á qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Hàng loạt khu, cụm công nghiệp tại các vùng kinh tế động lực là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, từ hệ thống di tích lịch sử chiến tranh đồ sộ, tỉnh Quảng Trị đã tạo nên một thương hiệu du lịch độc đáo là du lịch vùng phi quân sự DMZ, du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội, vân vân. Tỉnh Quảng Trị đang vươn lên từ chính những tiềm năng thế mạnh riêng có của mình. Rất vui mừng trước cái bước phát triển của Quảng Trị trong thời gian vừa qua. Tôi nhớ là nguồn lực của Quảng Trị ta vô cùng quý, nguồn lực tinh thần đó là cái truyền thống tuyệt vời của Quảng Trị. Anh hùng đất thép, đất lửa, đấy là vốn quý lắm. Không cam chịu, thua kém người khác, người vươn lên mạnh lên. Cũng mong các bộ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ cho Quảng Trị một cách rất là thiết thực, hiệu quả. Chiến tranh đã lùi xa, Quảng Trị đang đổi mới. Lũy thép anh hùng càng thêm ngời sáng bởi những nụ cười vui. Trong khuôn khổ Ngày hội Thống nhất non sông, chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước và 46 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị, sáng nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa thể thao tại khu di tích đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải. Tại ngày hội thống nhất non sông năm nay, lần đầu tiên hội bài chòi được tổ chức nhằm giới thiệu đến đông đảo người dân về loại hình nghệ thuật dân gian vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cùng với không gian văn hóa nghệ thuật bài chòi, người dân Quảng Trị còn được hòa vào không khí sôi nổi hào hứng tại giải đua thuyền truyền thống trên quốc bia Hà Nội lần thứ tư năm 2018. Tham gia giải có hơn 200 vận động viên đến từ 15 đội thuyền nam nữ của 9 huyện, thị xã, thành phố. Đông đảo khán giả đã đến xem và cổ vũ cho các đội thuyền thi đấu trên sông Bến Hải. Đây là giải đấu được tổ chức thường niên vào dịp 30 tháng 4 hàng năm nhằm khơi dậy phong trào thể dục thể thao cũng như lưu giữ nét văn hóa đặc sắc trong đời sống của người dân Quảng Trị. Qua hai đêm diễn ra các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và các chương trình nghệ thuật đường phố sôi động, tuyến phố lễ hội do thị xã Quảng Trị tổ chức lần đầu tiên đã thu hút sự tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian được tổ chức mỗi đêm như nhảy sạp, hội bài chòi, đi cà kheo cùng với những hoạt động nghệ thuật đường phố như chơi guitar, nhảy dân vũ, trình diễn áo dài. Chương trình tuyến phố lễ hội tại tuyến đường Ngô Quyền thị xã Quảng Trị đã thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia. Ngoài các hoạt động văn hóa văn nghệ, các món ăn truyền thống của địa phương như nem dừa sải, bánh đúc, bánh bột lọc, chè bắp với trên 20 gian hàng thu hút đông đảo du khách ghé thăm và thưởng thức. Theo ban tổ chức, qua hai đêm diễn ra, tuyến phố lễ hội thị xã Quảng Trị năm 2018 đã có khoảng 40.000 lượt người tham gia. Tối nay, chương trình tuyến phố lễ hội thị xã Quảng Trị tổ chức lễ bế mạc. Ban tổ chức cho biết, rút kinh nghiệm từ lần tổ chức đầu tiên này, thị xã Quảng Trị sẽ đưa các hoạt động của tuyến phố lễ hội trở thành một lễ hội thường niên và sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng của mảnh đất hiền hòa nằm bên bờ sông Thạch Hãn, để du khách có dịp được trải nghiệm và tìm hiểu về mảnh đất và con người thị xã Quảng Trị. Đồng thời thông qua đó tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn tham gia phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Sáng nay, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng tổ chức lễ phát động toàn dân chung tay xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu về đích trong năm 2018. Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Dương đã chung tay góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong tổng số hơn 78 tỷ đồng huy động xây dựng nông thôn mới thì nhân dân đóng góp gần 50%. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp trên 10.000 ngày công, hiến hơn 15.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang nông thôn. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, đời sống kinh tế và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 33 triệu đồng một năm. Đến nay, xã Hải Dương đã đạt 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tại lễ phát động, chính quyền địa phương đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân tập trung thực hiện hai tiêu chí còn lại là cơ sở vật chất trường học và mô hình sản xuất có liên kết bao tiêu sản phẩm, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi học sinh giỏi khối 10, 11 các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 11 tại Nam Định vừa qua với 42 trường tham gia dự thi. Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị đã xuất sắc có 34 trên tổng số 41 em học sinh đạt giải. Trong đó, lần đầu tiên trường có 2 huy chương vàng tại cuộc thi ngang tầm quốc gia này. Hai em học sinh giành được huy chương vàng tại cuộc thi lần này là em Đào Mai Duy Đức, học sinh lớp 10 Tin và em Phan Nhật Thảo, học sinh lớp 10 Anh. Đối với Duy Đức, đây là lần đầu tiên em tham gia cuộc thi. Hàng ngày ngoài việc học trên lớp, em thường dành thời gian cho việc trau dồi những kỹ năng tin học thông qua những trang web học trực tuyến, vì đây chính là niềm đam mê của em. Cuộc thi này là một cuộc thi có quy mô lớn. Các bạn học sinh đến từ các trường chuyên của khu vực Duyên Hải và Đông Bắc Bộ rất là giỏi. Đến với cuộc thi thì em mong là mang tính học hỏi nhiều hơn. Việc đạt giải cũng là một việc rất là bất ngờ. Còn đối với Phan Nhật Thảo, cuộc thi vừa qua là một sân chơi kiến thức bổ ích mà em được trải nghiệm. Nhật Thảo là một trong 9 thí sinh giành được huy chương vàng ở bộ môn tiếng Anh trong tổng số hơn 250 thí sinh tham gia. Mặc dù giành được thành tích tốt trong cuộc thi lần này, nhưng Nhật Thảo vẫn mong muốn được cọ sát nhiều hơn nữa trong cả cuộc thi kiến thức khác dành cho học sinh trung học phổ thông. Em có đam mê tiếng Anh từ nhỏ và lại được thổi thêm đam mê từ cô giáo dạy Anh bây giờ của em. Trong thời gian rảnh thì em hay đi tìm những bản phóng sự tiếng Anh hoặc là những cuốn sách tiếng Anh để làm thêm, để trau dồi từ vựng và ngữ pháp. Đây là một sự nỗ lực rất là cố gắng, rất là lớn của bản thân hai em, và bản thân hai em cũng là được các thầy cô giáo trong tổ bộ môn đánh giá rất là cao, và đây cũng là một niềm hy vọng của nhà trường trong tương lai, đặc biệt là trong quá trình hè này nhà trường sẽ cố gắng là rèn luyện thêm cho các em để sang năm các em có thể bước ra sân chơi lớn hơn là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Năm học vừa qua là một năm học mà ngành giáo dục đào tạo Quảng Trị gặt hái được rất nhiều thành công. Với những thành tích xuất sắc vừa qua của Đào Mai Duy Đức và Phan Nhật Thảo, cũng như các em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều những tin vui nữa đến với ngành giáo dục đào tạo Quảng Trị. Đến đây, chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.